Hồi xưa giờ em có đi lấy một lần nào chưa Tú? Không. Mày cứ sưng dữ, da em dễ sưng á. Cái dở như con em là ít uống nước á, ăn uống nước được. Em không uống nước, em ít uống nước à? Đúng.
Giờ mới nó không có tắt luôn, để chế độ quay nãy giờ. Chạy vô ơi. Rồi sắp chín rồi nha các bạn. Lửa đã cháy rồi. Sợ ơi sợ. Cho ơi cho. Mì cho. Ha ha.
Thôi. Cười lên đấy, cười lên đấy. Đâu, cười ai? Cười ai? Cười ai? Còn đẹp trai kìa. Sắp chín rồi nha các bạn. Đốt lửa nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi đó. Chín rồi đây rồi, quay anh nè. Anh đây anh rồi. Đây xào đi.